với thế giới ảo thuật kỳ diệu. Và đây sẽ là nơi tôi giải mã tất cả các trò ảo thuật của các nhà ảo thuật gia khác. Các bạn đón xem nhé. Các bạn nào có một chiếc nhẫn không ạ? Và đây bạn cầm giùm mình cái này. Thì đây mình có một cái dây chuyền. Thì cái dây chuyền này nó là sợi dây liên kết của sự sống và cái chết. Thì đây, đây sẽ là mạng sống của mình. Mình sẽ bỏ nó vào sợi dây chuyền. Ok. Bạn kiểm tra cho nó chắc. Ok, mình sẽ bỏ nó vô đây. Và bây giờ mình cần một cái mic. Ok, mời các bạn ngồi. Dạ, cảm ơn bạn. Ok, bạn có thể cầm giùm mình. Ok, thì bây giờ bạn Kim Anh sẽ bắt mạch của mình. Bạn sẽ nghe được nhịp tim của mình. Và bạn ấy sẽ gõ vào cái micro này. Các bạn cứ bình tĩnh, tôi chỉ chết lâm sàng. Và cái TV này đang phát sóng hình ảnh linh hồn của tôi. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy điều kỳ diệu của một món quà. Và đây, tất cả vật dụng trên bàn sẽ là sợi dây liên kết giữa thế giới âm và thế giới thực. Tôi sẽ lấy quyển sách này ra. Thì ở ngoài cũng để cảm nhận thật hơn, tôi mời một bạn lại gần cái bàn. Để cầm bóng đèn này. Tôi luôn có phương án dự phòng. Các bạn hãy lại thân xác của tôi. Mở miệng tôi ra, các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Ảo thuật trên là sự kết hợp tinh tế của những trò ảo thuật nhỏ. Và đây sẽ là trò ảo thuật tôi thách đố các bạn. Thế
theo các bạn trước đó làm thế nào mà tôi không hề chạm vào nó. Nếu các bạn tự tin có thể giải được câu đố thì hãy gửi video clip hoặc gửi đáp án miêu tả về cho chương trình. Bước 1, gửi video clip hoặc đáp án miêu tả về email gamehacklet@gmail.com. Bước 2, comment họ tên và địa chỉ email của bạn ngay phía dưới clip này để chúng tôi đối chiếu kết quả. Sau mỗi tuần, trên fanpage của Hacklet, tôi sẽ công bố vị khán giả may mắn có video clip hoặc câu trả lời gần đúng nhất. Và bây giờ, tôi sẽ tiết lộ cho các bạn giải thưởng của tuần này. Và đây là giải thưởng của tuần này, mời các bạn xem nhé. Mình đang mặc một chiếc áo thun màu xám. Bây giờ tôi sẽ dĩ áo thun với chiếc áo thun này. Ok. Nếu các bạn thích trò trên, hãy tham gia vào mini game của Thợ Săn Ảo Thuật. Thợ Săn Ảo Thuật, 20 giờ thứ tư hàng tuần trên Hacklet Media. Tôi sẽ ở đây và chờ các bạn.